AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào tất cả các em, thầy tên là Vượng, là giáo viên khóa học trực tuyến tại website khoahoc.vietjack.com. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng thầy tìm hiểu sang bài số 12, lực đàn hồi của lò xo, và để tìm hiểu về định luật hút. Ở bài 11 các bạn đã tìm hiểu về lực hấp dẫn rồi, cũng là một trong những loại lực rất là phổ biến trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ gặp thêm một loại lực nữa cũng tương đối là phổ biến, đó chính là lực đàn hồi. Về đàn hồi này, bạn lưu ý này, trong nội dung bài 12 này chúng ta chỉ tập trung vào lực đàn hồi của lò xo. Nhưng trước khi để tìm hiểu kỹ hơn về lực đàn hồi của lò xo và bố thức của nó thì các bạn cũng cần phải nhớ thầy khi nào thì có lực đàn hồi. Thì đàn hồi này hãy luôn nhớ thầy một điều là nó xuất hiện khi một vật có biến dạng đàn hồi. Nhớ thầy nhá. Trước khi học được đàn hồi, vì cái này các bạn đã học chương trình lớp 8 rồi, nên thầy nhắc lại cho các bạn một chút là lực đàn hồi, được chưa? Định nghĩa về lực đàn hồi cái đã. Lực đàn hồi là lực xuất hiện, nhớ thầy nhá, là lực xuất hiện. Chắc chắn nó là lực rồi đúng không? Được chưa? Thì trong trường hợp này nó là lực xuất hiện khi nào nhỉ? Khi một vật biến dạng, các bạn nhớ nhá, khi một vật, được chưa? Bị biến dạng. Khi một vật bị biến dạng đàn hồi. Ok chưa? Và sao nhỉ? Và phải có gì đây? Và có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng, đúng chưa ạ? Và có xu hướng, cái này nó hơi mới một tí các bạn này, là vì nó viết theo thuật ngữ khoa học, được chưa? Và có xu hướng chống lại, nhớ thầy là từ chống lại nhá. Chống lại, được chưa? Nguyên nhân gây ra biến dạng. Nguyên nhân gây ra biến dạng. Đấy, ví dụ cái lò xo bút bi của các bạn đúng không? Đây là một vật biến dạng đàn hồi này. Bây giờ các bạn ấn cái lò xo đúng không? Thì cái lò xo này có xu hướng tác dụng lực đến tay các bạn đấy, nó sẽ chống lại, nó ngược với cái chiều mà các bạn ấn vào. Tức là lò xo bị nén đấy thì lực của nó sẽ là đẩy ra chống lại, được chưa? Các bạn mà kéo giãn lò xo ra thì nó xuống là nó kéo lại, đúng không? Là bạn sẽ hiểu được ngay thầy về cái tính chất của lực đàn hồi. Đó là trường hợp chung chung nhé. Bất kỳ một vật có biến dạng đàn hồi nào thì chắc chắn là nó sẽ sinh ra lực đàn hồi. Ok chưa? Nhưng bây giờ ta tìm hiểu kỹ hơn về một loại thôi. Đó chính là lực và điểm đặt của lực đàn hồi, hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo. Thì lò xo này là một trong những đối tượng các bạn được nghiên cứu rất nhiều ở trong chương trình trung học vật lý phổ thông, đặc biệt là lớp 12. Các bạn sẽ được tìm hiểu đầy đủ hơn và nghiên cứu rất nhiều về một loại liên quan đến lò xo, đó chính là collage lò xo. Do vậy để học tốt được lý lớp 12 thì bạn cần phải nắm rõ thầy cái nền tảng cơ bản này, đó chính là về lực đàn hồi của lò xo nhá. Nào, như vậy ở câu hỏi C1 này, câu hỏi C1 này của chúng ta là dùng hai tay kéo giãn đúng không? Một lò xo ở như hình 12.1A đúng không? 12.1A đây các bạn này. Ok chưa? Đấy. Thế giờ câu A là gì nhỉ? Hai tay có chịu lực tác dụng của lò xo không? Thì chắc chắn là chịu tác dụng của lò xo rồi, bạn ghi ngay thầy luôn. Vậy là câu A này, các bạn kéo ra đúng không? Các bạn kéo giãn thì chắc chắn là lò xo tác dụng rồi, bạn làm thực nghiệm bạn thấy ngay. Như vậy là câu C1, C1 của chúng ta, câu A thì sao nhỉ? Là hai tay đúng không? Hai tay nó sẽ chịu tác dụng đúng không? Chịu tác dụng, được chưa? Chịu lực tác dụng nhé, chịu lực tác dụng của lò xo đấy, còn gì đó. Như vậy là lò xo tác dụng lên hai tay một lực, đúng chưa? Đấy. Bây giờ nêu rõ điểm đặt nào. Vậy thì đã là lực rồi thì phải có điểm đặt của phương có chiều và có độ lớn. Ok chưa? Vậy trường hợp này điểm đặt là tại đâu? Tại hai tay, đúng không? Tại hai tay nha. Ok chưa? Thế còn phương nào? Phương là phương gì các bạn nhỉ? Đây phương các bạn này, thấy chưa? Phương là phương đọc theo trục của lò xo, đúng chưa? Và nối giữa hai đầu ngón tay nhá. Đấy. Thì cái phương đó là phương dọc theo trục lò xo. Nhớ thầy luôn, ghi thầy luôn là phương là phương dọc theo trục của lò xo. Nào phương, được chưa? Là dọc theo trục của lò xo. Đấy, ok chưa? Vậy thì còn chiều của nó thì như thế nào? Các bạn thấy không? Chiều thì ngược nhau đúng không? Chiều ngược nhau. Ok chưa? Đây là lực mà lò xo tác dụng lên tay là lực kéo mà. Thì đương nhiên là nó sẽ lấy, nó hướng ra ngoài, hướng ra ngoài, được chưa? Ví dụ cái lò xo tác dụng lên tay bên trái của các bạn, đây này, tay bên trái của các bạn đúng không? Khi bạn kéo thì lực
lò xo này nó sẽ kéo tay chúng ta một lực sang bên gì đấy, sang bên tay phải. Còn tương tự như vậy, nếu mà cái tay bên trái, à tay bên phải mà kéo lò xo thì lực nó lại sẽ kéo ngược trở lại. Như vậy là hai cái lực mà lò xo tác dụng lên hai đầu ngón tay là ngược chiều nhau nhá. Ok chưa? Đấy. Thì có thể nói là hai cái lực đấy là ngược chiều. Nhớ thầy luôn nhá. Ok chưa? Đấy, cụ thể luôn cho các bạn là chiều này. Được chưa? Chiều sẽ là ngược chiều, đúng không? Ngược chiều với gì nhỉ? Ngược chiều với lực kéo của tay, đúng không? Ngược chiều với lực kéo mà tay tác dụng vào lò xo nhá. Lực kéo của tay cũng được, được chưa? Tác dụng vào đâu? À, tác dụng vào lò xo. Đấy. Ok chưa? Như vậy là xong câu A. Giờ tiếp tục cùng thầy sang câu B luôn. Nào câu B nào, tại sao lò xo chỉ giãn đến một mức nào đó thì ngừng giãn? À, đây cũng là một câu hỏi hiện tượng rất là hay. Nhưng mà bạn thấy ngay là gì nhỉ? Khi cái lò xo mà càng giãn ra ấy, lực đàn hồi lại càng gì? Càng tăng, các bạn cảm nhận được ngay thôi. Các bạn kéo càng căng thì cái lực càng gì đây? Càng lớn, đúng chưa? Đấy. Bây giờ khi lực đàn hồi mà cân bằng với lực kéo thì lò xo sẽ ngừng gì nhỉ? Ngừng gì đây? Sẽ ngừng giãn, đúng không? Ngừng giãn. Bây giờ nếu mà lực kéo quá lớn ấy, ok chưa? Thì lò xo giãn ra quá giới hạn thì khi đó là lò xo sẽ không còn tính đàn hồi và lực đàn hồi nó sẽ bị mất đi. Nên các bạn lưu ý thầy nha. Ok chưa? Như vậy ta chỉ gì thôi, chỉ giãn đến một cái mức nào đó thôi chứ chúng ta không thể gì nhỉ, không thể cho nó thì không thể cho nó giãn mãi được, nhớ chưa? Đấy. Như vậy với câu B này này thì trả lời như sau thầy này. Ok chưa? Lò xo mà càng giãn đúng không? Lực kéo tay các bạn là luôn luôn giữ không đổi thầy nha. Ok chưa? Lò xo càng giãn ra. Đấy. Thì dẫn đến là gì nhỉ? Là lực đàn hồi. Phải thật ký hiệu là lực đàn hồi là thế này nhá. FDH được chưa? F là lực mà. Thì DH là đàn hồi thôi. Thì đàn hồi càng tăng. Ok chưa? Đấy. Thì rõ ràng là đã tăng đúng không? Vậy đến lực khi nào nhỉ? Đến khi là gì nhỉ? Lực đàn hồi đấy. Ok chưa? Nó cân bằng. Giờ nó cân bằng với lực kéo. Lực kéo của tay đấy. Được chưa? Cân bằng với lực kéo của tay. Đấy, lực kéo của tay. Đúng chưa? Thì sao nhỉ? Thì lò xo thế nào các bạn nhỉ? Lò xo sẽ ngừng giãn đúng không? Lò xo sẽ ngừng giãn. Được chưa? Ngừng giãn. Đấy. Ok chưa? Đấy. Trong trường hợp mà lực kéo quá lớn nhé. Vậy trong trường hợp nếu như lực kéo mà quá lớn thì chắc chắn là gì nhỉ? Sẽ quá giới hạn của lò xo rồi đây. Lực kéo mà quá lớn này thì lò xo nó vẫn giãn đúng không? Nhưng mà lưu ý thầy này, nó sẽ giãn quá giới hạn luôn. Được chưa? Lò xo giãn quá giới hạn. Đấy, được chưa? Quá giới hạn. Thì khi đó là mất tính đàn hồi. Vậy lò xo sẽ mất tính đàn hồi. Các bạn thử xem, các bạn cầm cái giựt bút bi ấy. À, cái lò xo bút bi đấy đúng không? Các bạn dùng cái lò xo bạn kéo một phát cho thầy. Kéo quá mạnh luôn. Có khi nó thành một sợi dây luôn chứ không phải lò xo nữa kìa nha. Được chưa? Vậy lò xo sẽ mất đi tính đàn hồi. Ok chưa? Và dẫn đến là gì nhỉ? Mất tính đàn hồi thì không còn là vật thể có biến dạng đàn hồi nữa đúng không? Thì dẫn đến là lực đàn hồi. Lực đàn hồi sẽ mất đi luôn. Đấy, đây là cái mà các bạn cần lưu ý thầy nhá, về lò xo khi bạn sử dụng nó. Ok chưa? Rồi, câu C nào. Khi thôi kéo, lực nào đã làm cho lò xo lấy lại chiều dài ban đầu? Được chưa? Như vậy là khi thôi kéo đúng không? Khi bạn thôi kéo thì chính các vòng lò xo này, vòng lò xo này, lực đàn hồi đấy, nó sẽ làm cho các vòng lò xo nó sẽ co lại gần nhau như lúc đầu. Ok chưa? Vậy có thể nói là gì nhỉ? Lực mà làm cho lò xo lấy lại chiều dài ban đầu chính là lực đàn hồi. Nên nhớ thầy luôn về câu C. Là gì? Là khi thôi kéo. Ok chưa? Thì lực đàn hồi nhá, lực đàn hồi nó sẽ làm cho các vòng lò xo. Được chưa? Vòng lò xo này co lại đúng không bạn? Thôi thì nó phải vòng lò hồi nó lại kéo kéo trở lại mà, được chưa? Thì làm cho vòng lò xo này nó co lại gần nhau. Và khi nó co lại gần nhau rồi thì sao? Thì trong trường này nếu mà lò xo mà lý tưởng ấy thì nó quay trở lại như lúc đầu. Còn nếu mà lò xo mà không lý tưởng ấy, tức là do cái vật liệu nó đàn hồi không tốt thì nó có thể là không thể trở lại được vị trí ban đầu đâu, được chưa? Mà có thể nói là trong trường này là gần thôi nhé, quay lại gần nhau, được chưa? Gần nhau như lúc đầu. Trong trường là lò xo với lý tưởng. Thế còn có một số trường hợp, một số bạn làm thí nghiệm bảo thầy là em thấy nó không quay trở lại. Thực ra là do cái lò xo đấy của các bạn đấy là nó có tính đàn hồi không tốt. Ok chưa? Nên đương nhiên là sẽ không quay trở lại ban đầu được, mà sẽ lệch đi một ít, đúng chưa? Lệch đi một ít. Còn trong trường lý tưởng đấy thì có thể quay là gì nhỉ? Nó quay lại gần nhau như lúc đầu. Như lúc đầu luôn. Thì áp dụng cho lò xo lý tưởng nhá. Đạt độ đàn hồi nó tốt.
nhá, nhớ thầy. Ok chưa? Rồi, chúng ta đã xong thầy câu C1. Chúng ta tiếp tục cùng thầy sang nội dung về hướng của lực đàn hồi, được chưa? Để chúng ta hiểu rõ hơn. Nào, các bạn thấy không? Là hướng của đàn hồi ở mỗi đầu lò xo thì ngược hướng với ngoại lực gây biến dạng, chính là cái câu hỏi C1 mà giúp các bạn vừa giải thích xong. Cụ thể là gì nhỉ? Khi bị giãn ấy thì lực đàn hồi của lò xo nó hướng theo trục của lò xo và vào phía trong, thầy đã nói rồi. Còn khi bị nén ấy thì lực đàn hồi của lò xo lại hướng theo trục của lò xo và lại gì nhỉ? Và lại ra ngoài. Đấy chưa? Các bạn nhìn này. Đấy. Được không? Khi các bạn kéo đúng không? Thì lực kéo là sang bên ra ngoài thì lực đàn hồi tác dụng lên đây, tay đấy, được chưa? Thì nó lại sẽ hướng vào trong nhá. Còn nếu như trường P này là bạn nén lò xo lại thì lực nén của các bạn đấy, được chưa? Là làm gì nhỉ? Là các bạn đẩy lò xo vào đúng không? Các bạn đẩy, lực nén này nó đẩy vào trong, được chưa? Đẩy vào trong. Nhưng mà gì nhỉ? Lực đàn hồi mà do tay tác dụng, do lò xo tác dụng tay các bạn đấy, thì trường này là đẩy tay ra ngoài, thì lực này là hướng ra ngoài. Bạn lưu ý thầy nha. Ok chưa? Rồi. Còn bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm cho thầy biểu thức hay là độ lớn của lực đàn hồi của lò xo và đi kèm đó là điện lực hút. Ta cùng tìm hiểu với thầy. Chúng ta cùng thầy tìm hiểu về độ lớn của lực đàn hồi của lò xo và nội dung điện hút. Trong quá trình làm thực nghiệm, các bạn nhận được ngay thầy là gì nhỉ? Là khi lực biến dạng mà càng tăng thì độ lớn của lực đàn hồi nó cũng tăng theo. Nhưng cái sự phụ thuộc của lực đàn hồi này, là của độ lớn lực đàn hồi ấy, nó liên quan đến độ giãn của lò xo như thế nào thì cái này không phải ai cũng biết đúng không ạ? Thì nhà vật lý người Anh Robert Hooke là người đầu tiên đã giải quyết được vấn đề này. Còn bây giờ ta đi tìm hiểu qua cho thầy qua các thí nghiệm để cụ thể hơn, xác nhận đầy đủ hơn về cái sự phụ thuộc của lực đàn hồi thông qua độ biến dạng delta L như thế nào. Đây các bạn thấy không? Đây là thí nghiệm này, thí nghiệm của các bạn này. Chúng ta sẽ có một số các cặp cân giống hệt nhau luôn và bố trí thí nghiệm như hình vẽ này thầy. Này, như hình vẽ này của bạn nhá. Ok chưa? Thế khi chưa treo quả cân vào thì lò xo nó sẽ có chiều dài tự nhiên là L0. Ok chưa? Đấy, bây giờ bạn treo quả cân vào đúng không? Một quả thôi thì lò xo sẽ giãn thêm một đoạn đúng không? Trường này giãn thêm bao nhiêu đây? Giãn thêm 2 đúng không? Thêm 2. Đây là độ chia. Thì cái năng cái thước này là thước mm thì đấy đúng không ạ? Thì coi như đây là 2 mm đi. Ok chưa? Đây là từ 0 đến 1 đúng không? Như vậy chỗ này là 1 cm, được chưa? Mình có thể coi là 1 cm hoặc là 1 mm. Nói chung là cũng tùy loại thước nhá. Tóm lại là cái này trong phòng thí nghiệm các bạn sẽ có một cái thước theo độ chia nhỏ nhất, đơn vị là mm, được chưa? Để bạn sẽ biết được ngay là cái độ biến dạng của lò xo này nó sẽ thêm một lượng là bao nhiêu khi bạn treo một vật nặng vào. Thế nào? Đấy. Tương tự nhau không? Các bạn lại treo thêm một gì nhỉ? Thêm một quả nữa thì giãn gấp đôi chưa? Đấy. Treo thêm 3 quả này thì nó giãn gấp 3 chưa? Như vậy chứng tỏ một điều là gì? Là cái độ biến dạng của lò xo này để cho nó sẽ tỷ lệ với gì nhỉ? Với số quả cân treo. Đúng không? Một quả cân này, 2 quả cân và 3 quả cân. Đấy. Lưu ý thầy nha. Ok chưa? Như vậy qua cái thí nghiệm đấy các bạn sẽ nhận dạng và đưa ra thầy được cái biểu thức của lực đàn hồi thông qua độ biến dạng như thế nào. Ok, trước khi làm điều đó nhá thì bạn trả lời thầy câu hỏi C2, được chưa? C2 là lực của lò xo ở hình 12.2b đây này có độ lớn bằng bao nhiêu. Như vậy là nó làm cân bằng đúng không các bạn, thì chứng tỏ là lực đàn hồi, được chưa? Nó phải cân bằng với gì? Cân bằng với trọng lực của quả cân, tức là lò xo tác dụng vào quả cân một lực đàn hồi kéo lên trên. Còn vật thì bị trái đất hút một lực là trọng lực B kéo xuống dưới. Thì vì nó nằm ở ứng yên, chứng tỏ là hai lực đó là hai lực cân bằng. Vậy các bạn sẽ suy được ngay thầy là độ lớn của lực đàn hồi trong trường hợp này nó chính là bằng trọng lực của quả cân. Đấy nhá, trọng lực của quả cân. Nhớ thôi. Đây, cái câu hỏi C2 của các bạn trả lời như sau thầy này. C2. Nhớ chưa? Quả cân chịu tác dụng của hai lực. Nhớ thầy lại không có lại bảo có một lực là trọng lực không được rồi nhá. Quả cân chịu tác dụng của hai lực. Được chưa? Hai lực đó là lực gì nhỉ? Lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào quả cân. Thứ hai là trọng lực B là do lực hút của chất. Đấy. Nó nằm cân bằng đúng không? Điều kiện cân bằng các bạn học rồi, ok chưa? Điều kiện cân bằng. Thì tổng của hai lực này cộng lấy nhau bao nhiêu các bạn nhỉ? Cộng nhau bằng 0. Được chưa? Hai lực này là gì nhỉ? Cùng phương đúng không? Có cùng cùng phương này nhưng mà ngược chiều mà lại cộng nhau bằng 0, chứng tỏ là độ lớn của chúng mới bằng nhau. Vậy là có được là B nó sẽ là bằng F đàn hồi. Nhớ thầy. Đấy. Ok chưa? Như vậy bài này nó hỏi bạn là độ lớn lực của lò xo tác dụng lên vật đấy, thực ra là lực đàn hồi có độ lớn bằng bao nhiêu? Nó chính là bằng trọng lực của vật treo. Nhớ thầy. Bây giờ muốn tăng lực của lò xo lên 2 hoặc 3 lần thì ta làm như thế nào?
thì các bạn thấy ngay là gì nhỉ? Nó bằng trọng lực rồi. Bây giờ muốn tăng lên 2 lần thì bạn thêm quả cân nữa. Còn muốn tăng thêm 3 lần thì bạn thêm bao nhiêu? Thêm 2 2 quả cân nữa là thành 3 quả cân đấy. Ok chưa? Như vậy là gì? Muốn tăng. Được chưa? Như vậy là muốn ép đàn hồi. Ok chưa? Tăng lên bao nhiêu? Lên 2 lần đi, được chưa? Lên 2 lần này, hoặc là lên mấy lần, hoặc là lên 3 lần. Thì các bạn nhìn thấy ngay là trọng lực P tương ứng đúng không? Được chưa? Cũng phải tăng thêm 2 3 lần. Như vậy chia là gì nhỉ? Ta phải treo đúng không? Phải treo thêm vào thôi. Được chưa? Thì phải treo thêm nhé, phải treo thêm. Bắt đầu là có một quả cân rồi thì treo thêm một quả thì độ biến dạng sẽ tăng lên 2 lần. Ok chưa? Câu giờ tăng lên 3 lần đúng không? Thì ta lại phải thêm mấy quả cân? Thêm bao nhiêu? Trường hợp này lại thêm bao nhiêu nhỉ? Hoặc là thêm mấy quả cân? Hoặc là 2 quả cân nữa. Thì nó sẽ tăng lên 3 lần. Các bạn nhớ nhé, 2 quả cân. Ok chưa? Thế là xong nhá. Xong câu C3. Rồi. Như vậy bạn đã hiểu được ngay quy luật biến dạng rồi đúng chưa? Nào. Như vậy ta sẽ làm thí nghiệm và bạn được cái bảng này, được cái bảng số liệu này. Từ cái bảng số liệu này các bạn thấy ngay là gì nhỉ? Là cái lực, đấy, lực nó sẽ tỷ lệ với độ giãn, được chưa? Lực tỷ lệ độ giãn các bạn lấy bao nhiêu? 40 đúng không? 1 này, 1 Newton thì ứng với độ giãn là 40 mm. Ok chưa? Đấy, nếu bạn nào mà đổi sang mét thì bạn sẽ lập tỷ số, bạn có thể thấy ngay. Còn nếu không thích đổi ấy, lập luôn thầy cũng được, không vấn đề gì hết, lập luôn cho thầy. Đây này, lập luôn thầy nhá. Cái tỷ số của F này chia cho độ biến dạng delta L. Ok chưa? Nếu các bạn mà dùng đơn vị chuẩn, được chưa? Ví dụ F1 chia delta L1 bằng bao nhiêu? 40 à 1 chứ, 1 là một đơn vị là Newton. Các bạn lấy 40 đổi sang mét cho thầy đi. 40 mà sang mét thì là 40 nhân với 10 mũ trừ 3. Đấy, mili mà. Bạn tính cho thầy bao nhiêu nào? Thì sẽ là 1 phần 40 nhân 10 mũ trừ 3 này là 25. Là 25. Tương tự nhá, các bạn lấy cái thằng F2. F2 đúng không? Các bạn cũng chia cho thầy delta L2 này. Được chưa? Nó sẽ là bằng 2,0 này chia cho 79 nhân với 10 mũ trừ 3 bằng bao nhiêu? Là 2 chia cho 79 nhân 10 mũ trừ 3 là nó xấp xỉ là 25,3. Đây là do sai số thôi. Ok chưa? Tương tự nhá, làm thêm một vài cái nữa bạn thấy ngay. F3 các bạn chia cho delta L3. Ok chưa? Nó sẽ là bằng 3,0 chia cho 121 nhân với 10 mũ trừ 3 bằng này. 3 chia cho 121 nhân 10 mũ trừ 3 bằng là 24,79 đúng không? Là 24,79. Đấy. Như vậy nếu bỏ qua sai số đúng không? Thì các cái giá trị này nó gần như là bằng nhau. Và đây là kết quả thực nghiệm. Được chưa? Vậy chứng tỏ một điều là gì nhỉ? Là cái lực đàn hồi ấy nó sẽ tỷ lệ với độ biến dạng và tỷ lệ là tỷ lệ thuận. Các bạn nhớ nhá. Ok chưa? Và cái hệ số tỷ lệ của nó ấy chính là bằng giá trị của F chia cho delta L này. Thì sau này nó gọi là độ cứng của lò xo. Các bạn sẽ được tìm hiểu sau. Còn bây giờ các bạn trả lời thầy câu hỏi C3. Các kết quả trong bảng 12.1 có gợi ý cho ta lấy mối liên hệ nào không? Nếu có thì hãy phát biểu mối liên hệ đó. Nhìn là thấy ngay rồi đúng không? Các bạn thấy không? Sau khi các bạn tính cho thầy một loạt cái đúng không? Các bạn sẽ khẳng định được ngay cho thầy ở câu C3 đúng không? Các bạn trả lời luôn. Thì thấy ngay là gì nhỉ? Là cái tỷ số của F đúng không? Chia cho delta L nó bằng một hằng số là constant của tiếng Anh đấy, được chưa? Như vậy suy ra một điều là cái F này này nó sẽ tỷ lệ, được chưa, với độ giãn của lò xo. Đấy, các bạn nhớ nha, với độ giãn của lò xo. Đấy, đó chính là cái mối liên hệ mà các bạn đưa ra được. Ok chưa? Đấy, chính là câu hỏi C3 của chúng ta. Rồi, bây giờ bạn tìm hiểu thêm thầy cái giới hạn đàn hồi của lò xo. Thì nãy thầy cũng nói rồi đúng không? Đúng không? Nếu trọng lượng của vật mà vượt quá đấy, được chưa, thì gọi là giới hạn đàn hồi của lò xo, thì độ giãn của lò xo sẽ không còn tỷ lệ với trọng lượng của tải nữa. Và khi bỏ tải đi thì nó sẽ không co lại về cái trạng thái ban đầu, được chưa? Các bạn lưu ý thầy nha. Như vậy khi làm về lò xo các bạn không được phép để cái giá trị lực đàn hồi nó vượt qua giới hạn, là vì khi đó thành một lò xo khác luôn, nó sẽ không trở về như cũ đâu, mất luôn đấy lò xo đấy, các bạn thay lò xo khác ngay. Ok chưa? Rồi, như vậy qua các kết quả thí nghiệm trên thì ta sẽ rút ra được mối liên hệ giữa đàn hồi và độ biến dạng. Thì đây chính là nghiên cứu mà do nhà vật lý Robert Hooke đưa ra đầu tiên nhá. Đấy, ta dùng luôn thầy cái kết quả này và ta học thuộc cho thầy luôn. Nào, đi luật Hooke, được chưa, luật Hooke. Cái này được chế rất nhiều kiểu, được chưa? Có rất nhiều bạn chế những cái kiểu liên quan đến luật Hooke này theo kiểu trong cuộc sống cũng khá là hay, các bạn nên tìm hiểu thêm, được chưa?
cho vui vui tí thôi nhá. Còn nội dung của chúng ta chuẩn của nó này là điện hút này là áp dụng cho gì đây, cho lực đàn hồi của lò xo thông qua độ biến dạng có mối quan hệ như thế nào. À, trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo nó sẽ tỷ lệ thuận, bạn nhớ, tỷ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo đấy. Và cái hệ số tỷ lệ ấy là k, k này gọi là độ cứng hay còn gọi là hệ số đàn hồi nhá, hệ số đàn hồi. Đơn vị của k là gì, đoán được ngay, lực là newton, delta l là gì, là mét, đúng chưa? Thì có phải là k của các bạn rút ra thì k nó là bằng f đàn hồi đúng không, là lực chia cho độ biến dạng delta l không? Một cái đơn vị tử là newton đúng không, là mẫu là mét thì đương nhiên là đơn vị là newton trên mét, newton trên mét nhá. Ok chưa? Rồi, đó chính là đơn vị của k. Như vậy điều này chúng ta biết điều gì nhỉ? K có ý nghĩa gì? Là khi chịu cùng một ngoại lực gây biến dạng đúng không? Lò xo mà càng cứng thì càng biến dạng ý. Ít, để cho ít biến dạng thì nghĩa là K nó càng lớn. Như vậy cái độ cứng của lò xo này chẳng qua chúng ta biết là gì nhỉ? Là mỗi cái lò xo đấy biến dạng 1 mét, được chưa? Thì phải tác dụng một lực là bao nhiêu newton. Nếu K mà càng lớn ấy, thì lò xo càng khó biến dạng. Đó chính là ý nghĩa của độ cứng, các bạn nên xem lại thầy. Ok chưa? Rồi, như vậy ta tìm hiểu xong rồi đúng không? Bây giờ ta sẽ tìm hiểu qua cho thầy một số cái cũng liên quan đến biến dạng đàn hồi, đúng không? Ví dụ như là dây cao su này, dây cao su hay dây thép này, thì lần hồi này nó cũng chỉ xuất hiện, nhưng trong trường này đấy là nó không có hiện tượng bị nén. Dây cao su bạn nén được không? Không thể đúng không? Các bạn cầm dây chun xem, các bạn không làm gì nữa, trạng thái tự nhiên bạn kéo ra ấy, thì chắc chắn là sẽ có lực đàn hồi tác dụng tay các bạn. Nhưng trong trường này lực đàn hồi này chỉ sinh ra khi có biến dạng kéo giãn thôi, chứ không bao giờ có biến dạng nén. Các bạn làm sao nén được cái dây cao su được? Khi bạn nén lại làm sao nén được? Bạn nén dây cao su nó cong luôn dây, còn nén cái gì đâu. Dây thép cũng vậy đúng không? Chỉ có lúc các bạn kéo giãn ấy, thì khi đó cái lực đàn hồi của nó có thể quay gần đúng là tuân theo đi lực hút được, tức là tỷ lệ với độ giãn được nhá. Lưu ý thầy đây, trong trường hợp này lực đàn hồi sẽ gọi là lực căng, các bạn lưu ý. Và lực căng này có đến đặt và hướng giống như lực đàn hồi của lò xo bị giãn đấy. Đối với các bạn tiếp xúc khi biến dạng đấy, mà khi ép vào nhau ấy, thì lực đàn hồi nó sẽ luôn có phương vuông góc với mặt tiếp xúc, lưu ý thầy nha. Tức là các bạn ép cái tay vào cái lò xo chẳng hạn, hoặc là ép cái tay vào cái vật đàn hồi nào đó, ok chưa? Đấy, thì cái mặt tiếp xúc đúng không, nó sẽ bị biến dạng ấy khi ép vào đúng không ạ? Thì lực đàn hồi lúc này này là nó sẽ có phương là vuông góc, phương vuông góc. Ví dụ như thầy lấy ví dụ cho các bạn, ví dụ như là các bạn có cái tấm ván đàn hồi, cái tấm thép đàn hồi chẳng hạn, ok chưa? Đang thế này đúng không? Đang thẳng. Bây giờ các bạn để một cái vật nặng ở đây này, làm cho nó bị biến dạng cong xuống này, nó bị lõm xuống này, được chưa? Cái vật bạn để ở đây, ok chưa? Này, đấy. Thì cái vật này này nó cứ tiếp xúc với cái mặt ván của các bạn đúng không? Theo một cái đường cong này này, đây đường cong này. Thì cái lực đàn hồi lúc này là xuất hiện khi nào? Nó sẽ xuất hiện là trong trường này là có biến dạng rồi, nó xuất hiện đúng không? Sẽ đẩy cái vật này lên, được chưa? Và khi đó cái phương của lực này này là sẽ vuông góc, đúng không? Vuông góc với mặt tiếp xúc các bạn này, đây mặt tiếp xúc đây, đấy, được chưa? Thì cái lực đàn hồi nó sẽ nâng vật lên. Ví dụ như vậy cho các bạn nhá. Đấy. Rồi, như vậy các bạn chốt lại thầy bài học này bằng một số cái ghi nhớ cơ bản như sau. Thứ nhất là về lực đàn hồi, được chưa? Chung vậy nhá, đây nó không đưa vào cho các bạn, đây nó nói chung về lực đàn hồi của lò xo. Còn thầy nói chung với các bạn rồi là lực đàn hồi là xuất hiện, được chưa? Khi có biến dạng đàn hồi, tức là những vật thể nào mà có biến dạng đàn hồi đấy thì nó sẽ sinh ra lực đàn hồi. Và cụ thể cái vật thể mà các bạn gặp nhiều nhất đó chính là lò xo. Lò xo này nó có cả hai quá trình là nén và giãn được. Còn một số vật thể khác thì nó chỉ có giãn thì may ra mới có lực đàn hồi thôi. Còn trường hợp nén thì nó không có, thì nó không nén được nhá. Ok chưa? Và nội dung của lực hút, được chưa? Phải nắm được cho thầy là độ lớn của nó. Ok chưa? Còn về chiều thì nói thêm này, cái lực đàn hồi này thì nó sẽ ngược với chiều biến dạng. Bây giờ bạn cứ hiểu như vậy cho thầy là được nhá. Còn cái hệ số tỷ lệ đấy thì nó chính là độ cứng của lò xo, đơn vị là newton trên mét. Còn độ biến dạng bạn nhớ này, mình đang xét về độ lớn thì lấy cái thầy cái độ biến dạng của lò xo, được chưa? Trừ đi cái chiều dài, tức là cái chiều dài của lò xo khi bị biến dạng ấy, trừ cho thầy cái chiều dài của lò xo ban đầu lớp mà không biến dạng, là ra được ngay thầy cái độ biến dạng. Mình đang xét về độ lớn thì bạn lấy giá trị tuyệt đối. Còn sau đây lên chương trình cao hơn, như chương trình lớp 12 thì các bạn sẽ không cần phải viết độ lớn nữa, các bạn sẽ viết theo công thức giá trị của nó luôn. Nó dương nếu bạn chọn chiều giãn ấy là chiều dương thì delta l sẽ là dương. Còn nếu bạn chọn chiều dương là chiều gì nhỉ? Là chiều lò xo bị nén đấy. Ok cho thì cái lúc mà delta l nén đấy thì nó sẽ là bị dương. Còn delta l giãn đấy thì sẽ là thành âm. Thì cái đó liên quan đến giá trị đại số, nó là giá trị của đại lượng vector. Thì các bạn sẽ tìm hiểu trong quá trình làm bài tập nha. Ok. Rồi, là ghi nhớ bạn hãy xem lại thầy. Còn bây giờ chúng ta cùng thầy chuyển sang các câu hỏi và các bài tập.
Chúng ta cùng thầy sang cái phần câu hỏi trước nhé. Đây chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi này là những câu giúp các bạn ôn lại lý thuyết vừa rồi. Đây này, nêu những đặc điểm về phương chiều và điểm đặt của lực đàn hồi, đúng không? Lực đàn hồi của lò xo này, của dây cao su này, của dây thép này và một phạm tiếp xúc. Được chưa? Thì cái này các bạn nãy giờ học xong rồi, các bạn nhớ thầy luôn. Được chưa? Nhất là về lực đàn hồi của lò xo nhá, thầy chỉ nói lại thôi. Được chưa? Các bạn ghi chép thì các bạn chỉ cần tìm trong nội dung ghi nhớ là có hết. Đây này, được chưa? Đây. Về lò xo đúng không? Thì rất rõ cho các bạn rồi này. Được chưa? Là lực đàn hồi của lò xo nhá. Và nhớ thầy, thứ nhất là về phương. Phương đấy thì nó sẽ là trùng với gì nhỉ? Trùng với trục của lò xo, phương trục của lò xo. Ok chưa? Nhớ thầy nhá. Thứ hai là gì nhỉ? Là chiều ấy, là ngược chiều với chiều biến dạng của lò xo. Tức là khi lò xo giãn thì lực đàn hồi nó có xu hướng là vào hướng vào trong. Còn lò xo nén ấy thì lực đàn hồi nó lại hướng ra ngoài. Còn điểm đặt là ở chỗ nào? Chắc chắn là gì nhỉ? Là nó sẽ đặt ở đâu? Đặt ở cái chỗ tiếp xúc với vật, lưu ý thầy nhá. Ok chưa? Đấy. Bạn nào mà quên thì nên xem lại ngay thầy trong cái phần lý thuyết là có hết cho các bạn rồi. Đây các bạn chỉ cần ghi lại thôi. Được chưa? Còn đối với dây cao su và dây thép thì cái này thầy nói luôn cho các bạn là vì cái này trong sách nó không đề cập nhiều nên thầy cũng sẽ nói lại cho các bạn luôn chỗ câu 1 này của chúng ta. Nào. Ở câu B nhá, câu A thôi nhá, câu A thôi các bạn xem lại thầy. Câu B này. Dây cao su và dây thép. Thì đối với dây cao su và dây thép thì nhớ thầy này, phương của nó đấy, phương nhá. Phương thì chắc chắn là phải trùng với gì rồi? Trùng với chính sợi dây rồi, đúng không? Trùng với chính sợi dây. Ok chưa? Đấy, còn chiều nào? Thì nhớ là đối với dây cao su thép thì các bạn nhớ là chỉ có khi nó giãn thôi, đúng không? Thì mới có lực đàn hồi thôi. Vậy cái chiều này nó sẽ hướng từ đâu? Hướng từ hai đầu sợi dây, đúng không? Từ hai đầu dây. Hay là hai đầu sợi dây cũng được. Ok chưa? Vào đâu nhỉ? Vào phần giữa. Vào phần giữa của sợi dây. Là vì trường hợp này là mình đang làm cho nó giãn mà. Thì nó sẽ hướng vào trong rồi. Vào phần giữa của sợi dây. Đấy, đó chính là về chiều của lực đàn hồi do dây cao su và dây thép nhá. Còn cái điểm đặt của nó này, các bạn cũng làm tương tự thôi, điểm đặt. Là gì nhỉ? Là đặt vào chỗ tiếp xúc thôi, còn chỗ nào nữa, đúng chưa ạ? Đặt vào cái vật, được chưa? Là tay các bạn chẳng hạn là vật đấy, được chưa? Vật. Đó, đặt vào cái chỗ mà vào vật tiếp xúc nhá, vào vật tiếp xúc. Ok chưa? Ngay chỗ tiếp xúc luôn, nhớ thầy. Rồi, còn cái trường hợp tiếp theo là mặt phẳng tiếp xúc, à ví dụ như cái tấm ván đó, cái tấm ván đúng không? Cái tấm ván. Vậy câu C này của các bạn này, liên quan mặt phẳng tiếp xúc ấy thì nhất là phương của nó này. Phương của nó sẽ là gì nhỉ? Là vuông góc đúng không? Vuông góc với cái gì? Với mặt tiếp xúc thôi. Đấy, thầy cho các bạn xem cái hình vẽ rồi. Ok chưa? Còn điểm đặt của nó nào? Điểm đặt này. Điểm đặt thì sao nhỉ? Đặt vào vật thôi. Đặt vào cái vật mà gây biến dạng ấy. Không phải là tấm ván đâu nhá. Được chưa? Đặt vào cái vật gây biến dạng. Nhớ thầy nhá. Ok chưa? Gây biến dạng. Nhớ thầy. Đấy. Có cái mặt phẳng ví dụ cái tấm ván mà thầy nói các bạn rồi. Còn bây giờ là liên quan đến chiều. Chiều này là thế nào? Là hướng từ đâu? Hướng từ cái chỗ bên gì nhỉ? Từ bên trong mà phẳng tiếp xúc lại hướng ra ngoài, chứ hay gọi là hướng ra ngoài đi. Hướng ra ngoài mặt phẳng tiếp xúc. Rồi nãy thầy vẽ các bạn cái vật đấy, cái ván là cái ván bị cong ấy, được chưa? Thì nó sẽ hướng lên trên đấy, hướng ra ngoài đấy, nhớ nhá. Đấy. Ok, vậy xong câu 1 của chúng ta đúng không? Rồi câu 2 phát biểu điển hút. Rồi cái này thì ghi nhớ sách giáo khoa rồi. Đây các bạn này. Được chưa? Bạn nhìn ngay đây thầy luôn. Là trong dạng đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỷ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. Được chưa? Biểu thức của nó là S đàn hồi bằng K nhân delta L. Và K là hệ số của đàn hồi của lò xo hay gọi là độ cứng, đơn vị là Newton/mét. Ok chưa? Delta L là độ biến dạng, được chưa? Bằng chiều dài của lò xo. Đúng không? Khi biến dạng chiều cho chiều dài của lò xo khi không biến ở trạng thái ban đầu. Nhớ là lấy độ lớn thầy để trong trị đối nhá. Ok chưa? Đó là về mặt độ lớn thì mình đang xét là dương hết mà. Còn sau này khi học về chiều đúng không? Về giá trị của các vector ấy thì mình mới cần phải xác định dấu của nó. Bây giờ các bạn cứ hiểu thầy độ lớn cái đã nhá. Rồi như vậy là xong thầy câu hỏi lý thuyết. Bây giờ ta sang thầy phần câu hỏi bài tập nào. Câu số 3 của bạn đúng không? Câu số 3. Là phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K bằng 100 Nm để nó giãn ra được 10 cm? Quá cụ thể rồi, đúng không? Đầy đủ về số liệu rồi. Các bạn giảm là ngay thầy luôn. Được chưa? Nào,
treo một vật đúng không, để sao cho nó dán. Thì các bạn nhớ thầy là gì, nếu chúng ta mà chưa hiểu nhiều hoặc là trình bày tự luận đúng không, thì các bạn cần phải viết thầy điều kiện cân bằng của cái vật này với cái lò xo đúng không. Đây ví dụ thầy cho cái lò xo này, ví dụ thế, đây treo đúng không, treo vật vào đây đấy, thì vật nằm đứng yên có nghĩa là sẽ cân bằng đúng không? Cân bằng này nó có trọng lực P của vật, thấy chưa, lực đàn hồi, lực đàn hồi đấy, bạn vẽ này thầy ok chưa, đúng không. Thì lực đàn hồi này này nó sẽ là do lò xo tác dụng lên vật, được chưa, đúng không. Còn cái lực mà vật tác dụng lên lò xo ấy gọi là lực đàn hồi, hai lực này hai lực trực đối mà, các bạn chỉ cần nhớ vậy thầy ok chưa. Vậy điều kiện cân bằng là ta sẽ có được ngay thầy là P đúng không, nó sẽ bằng F đàn hồi luôn, viết độ lớn thầy luôn, được chưa. Rồi B này là bằng gì nhỉ, là cái ta cần xác định đúng không, vật mà bây giờ đàn hồi thì học công thức rồi, bằng K nhân với độ biến dạng. Đấy, K của các bạn là bao nhiêu, là 100 newton trên mét chuẩn rồi. Còn delta L nhá, delta L đổi sang mét cho thầy, đây là 10 cm thì đổi sang mét nó sẽ là 0,1, nhân lại thầy thì nó sẽ là bằng 10 newton. Như vậy chúng ta chỉ cần đọc một vật là 10 newton đúng không, vậy chọn ngay thầy C, chọn C thầy. Đấy thì chắc chắn là cái lò xo này sẽ biến dạng một lượng là 10 cm, nhớ chưa. Vậy là xong thầy câu số 3. Ta cùng thầy chuyển luôn sang câu số 4 nào. Một câu trắc nghiệm nữa, dạng tính toán đây. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Như vậy đọc đến đây bạn khai thác luôn là L0, được chưa, bằng 15 cm. L là chiều dài đấy. Lò xo được giữ cố định tại đâu, tại một đầu, còn đầu kia thì chịu một lực kéo bằng 4,5. Rồi, như vậy là cái lực kéo này nó sẽ có độ lớn chính là bằng lực đàn hồi luôn này, ok chưa. Thì khi ấy lò xo dài một lượng là bao nhiêu, 18 cm. Như vậy là chính là chiều dài sau của lò xo, ta sẽ có L sau của lò xo là bằng 18 cm. Từ hai cái này bạn suy ngay thầy độ biến dạng của lò xo là delta L luôn, được chưa. Đấy, các bạn cứ lấy dương lấy L trừ cho L0 thầy, nếu sau này nó âm thì để trị đối, còn bây giờ nếu mà xét về độ lớn thôi thì trị đối luôn nhá, được chưa. Thì sẽ là bằng 18 này trừ cho 15 là 3 cm, để cho đổi ngay sang mét thầy luôn. Là vì nguyên tắc khi đưa về độ biến dạng rồi thì phải để đơn vị chuẩn là 0,03 m, ok chưa. Rồi hỏi độ cứng bằng bao nhiêu đúng không, cho lực cho các bạn, ta lại có lực đàn hồi, F đàn hồi, rồi bằng K nhân với độ biến dạng delta L, lấy độ lớn, được chưa. Đây đấy đúng không, từ đó bạn suy được ngay thầy K sẽ là bằng F đàn hồi chia cho độ biến dạng delta L, thay số vào thôi, F đàn hồi là 4,5 newton chia cho delta L là 0,03. Bấm máy tính cho thầy, 4,5 chia cho 0,03 bằng 150 newton trên mét, xong chưa, rất nhẹ nhàng đúng không. Vậy chọn ngay thầy D. Rồi chúng ta tiếp tục cùng thầy sang luôn câu số mấy nhỉ, câu số 5. Câu số 5 vẫn là một lò xo có chiều dài tự nhiên là bao nhiêu đây, là 30 cm. Vậy ta khẳng định luôn L0, được chưa, khai thác luôn L0 bằng 30 cm. Đấy, khi bị nén, à bây giờ lúc nãy là giảm đúng không, bây giờ lại nén, cũng bình thường thôi, chúng ta không phải sợ gì cả, được chưa. Nén thì lò xo nó qua lại mà, chiều dài nó qua lại đúng không? Các bạn có thể dùng hình ảnh minh họa thầy cũng được này. Ban đầu các bạn có một cái lò xo khi không treo vật này thì nó có chiều dài này này, được chưa, cái chiều dài là chiều dài tự nhiên đấy, L0 này, ok chưa. Khi các bạn nén đúng không, các bạn nén thì làm cho lò xo một bị co lại một lượng đây đây đúng không? Cái này sẽ có một cái lực, lực nén ta sẽ tác dụng một cái lực nào đó hướng ngược lại đúng không, đấy, lực ép, được chưa. S đàn hồi này làm cho lò xo bị nén, và khi đó chiều dài của nó này là L, thì cái phần biến dạng nén thế này là các bạn dưới đây của các bạn này, cái này là delta L, đúng chưa. Đấy, ok rồi, bây giờ ta có này, L lúc sau là 24 cm, nó bị co lại, các bạn suy được ngay thầy luôn độ biến dạng delta L, lấy độ lớn thầy, được chưa, là trị đối của L trừ cho L0 đúng không? Là 30 mà trừ 24 trừ 30 âm 6, đổi ra là 6, lấy giá trị dương 6 cm, tức là bằng 0,06 m, ok chưa. Bây giờ nó hỏi, à và đồng thời là khi đó là hồi là 5 newton, thì các bạn sẽ tìm được ngay độ cứng K luôn đúng không. Mà này ta lại có là khi đó F đúng không,
đàn hồi lại bằng k nhân với độ biến dạng delta l. Được chưa? Đấy. Delta l này các bạn nên dùng là delta l một đi, delta l một đi. Đây là l một đi, là vì nó có hai lần trừ giải khác nhau mà. Đây. Đấy. Thì cái f này các bạn gọi f một cho thầy. F một. F một thì bằng k nhân với delta l một. Được chưa? Bạn thay vào f một là bằng 5 newton. K là chúng ta chưa biết, còn delta l là 0,06 m. Thì bạn suy được ngay thầy k, suy được ngay k luôn. Nhớ chưa? Vậy cái k này là bằng 5 chia cho 0,06 đúng không? 5 chia cho 0,06, 200/3 newton. Được chưa? 200/3 nhé. Không thì các bạn để nguyên cũng được, không thích thì không sao. Các bạn thử để nguyên này tính cũng được, tí mình sẽ sẽ khử được ngay mà. Còn nếu ai mà muốn tính là k thì tính được cái quả này thì cũng được. Ok chưa? Đấy. Bây giờ yêu cầu đây này. Đây yêu cầu là khi lực đàn hồi mà bị nén là 10 gì đây? 10 newton thì chiều dài của nó là bao nhiêu? À. Thì giờ ta sẽ áp dụng tiếp thời này. Là lúc này là lực F2 đúng không? F2 là bằng 10 newton. Ok chưa? Thì độ biến dạng, độ nén lại của nó lúc này sẽ là bằng k nhân với trị đối của delta L2. Ok chưa? Mà F1 thì bằng k nhân delta L1. Cái này là 5 newton này. Các bạn lập tỉ số, bạn cũng thấy ngay được ngay mối quan hệ của delta L với delta L2 ngay. Là F2 chia cho F1 đúng không? 10 chia cho 5 này. Được chưa? Còn cái này bạn chia k nó mất này, nhưng bạn không cần tính k cũng đã làm được bài. Chia cho trị đối delta L2 chia trị đối của delta L1. Đấy. Mà delta L1 các bạn có là bằng 6 cm rồi. Ok chưa? Bạn suy được ngay thầy luôn. Là cái thằng delta L2 này có độ lớn sẽ là 6 x 2 là 12 đúng không? 12 cm. Ok chưa? Bây giờ nó hỏi chiều dài đúng không? Thì cái delta L2 này các bạn biết rất rõ rồi. Được chưa? Về trị đối của nó đấy thì nó bằng trị đối của L2 trừ cho L gì? Trừ cho L0. Trường hợp này là nó bị co lại nhá. Co lại đương nhiên là cái L2 sẽ bé L0 này. Thì các bạn sẽ thay vào thầy. Bạn sẽ thay vào bạn đối dấu luôn, là vì phá dấu trị đối mà. Thì sẽ là L0 trừ cho L2 bằng 12. Và L0 bài cho là bao nhiêu? Nãy thầy dùng L0 là 30 đúng không? 30 trừ cho L2 bằng 12. Như vậy suy ra lúc này chiều dài của lò xo còn lại là L2 là 30 trừ cho 12 là bằng bao nhiêu? 18 cm. Ok chưa? Đấy, đó chính là cách làm một cái bài về đàn hồi. Nếu mà không cần dùng đến k thì lập tỉ số sẽ mất ngay. Còn nếu mà bài yêu cầu tính k thì bạn tính trực tiếp từ đầu thầy. Ok chưa? Rất nhẹ nhàng đúng không? Rồi, chúng ta sang thầy câu cuối cùng, câu số 6. Vậy câu số 6 này là một câu tự luận đúng không? Một câu tự luận của các bạn đây. Trong một vật có khối lượng là có trọng lượng luôn, trọng lượng, vậy các bạn ghi thông tin luôn, trọng lượng của vật là kêu bằng chữ B là 2,0 newton. Và một lò xo thì lò xo nó giãn ra, tức là độ lớn, độ biến dạng delta L sẽ là bằng 10 mm. Được chưa? Đổi ngôn ngữ thầy sang đơn vị là gì nhỉ? Đơn vị là mét nào? Mét cho thầy đi. Được chưa? 10 mm thì là 1 cm, và đổi sang mét sẽ là bằng 0,01 m. Nhá. Ok. Rồi, bây giờ cho một vật khác vào có trọng lượng chưa biết, được chưa? Tức là một cái trọng lượng là B1 đi. B1 nhá, B1. Được chưa? Đấy. Thì lúc này là gì nhỉ? Thì nó lại giãn ra, đúng không? Nó giãn ra, B1 thì chưa biết. Nhưng mà khi đó đấy thì làm cho lò xo ứng với trường hợp là lò xo nó giãn một lượng là giãn ra 80 mm. 80 mm tức là trường này ứng với delta L. Trên là, có thể ghi hiệu trên là B1 nhá, delta L1. Còn dưới đây sẽ là B2 ứng với delta L2. Delta L2 này sẽ là bằng 80 mm. Đổi sang mét thì nó sẽ là 8 cm, đổi sang mét thì nó sẽ là 0,08 m. Ok chưa? Rồi câu A này. Câu A của bạn này. Tính độ cứng đúng không? Tính độ cứng thì ta có được ngay thầy luôn này. Giờ ta mới có này. Là B1 thì sẽ là bằng K nhân với delta L1, được chưa? Rồi K với B thì B thì biết rồi, K delta L biết rồi, chia K này. Bằng B1 các bạn chia cho delta L1. Đơn vị chuẩn rồi đúng không? 2,0 chia cho 0,01. Đấy. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 200 đúng không? Newton trên mét nhé. Chuẩn rồi. Ok chưa? Bây giờ là gì? Có K rồi đúng không? Làm được câu B luôn này. Câu B của các bạn là tính trọng lượng
của cái thằng vật chưa biết, tức là tính B2 đấy, thì ta lại có là gì nhỉ? B2 đúng không? Thì bằng K nhân với độ biến dạng trong trường này lại lên ta L2. Ok chưa? Đấy. Đúng chưa? Là vì cái B2 này này nó sẽ cân bằng với cái lực đàn hồi mà, lực đàn hồi của lò xo tác dụng nhân vật mà. Thì bạn sẽ viết luôn thầy là B2 là chính là S đàn hồi. Giờ cái B2 là chính là S đàn hồi luôn, các bạn dùng luôn. Được chưa? Như vậy là bằng K nhân delta L2. Giờ bạn thay vào thôi, thay vào thầy. K là 200 vừa tính được. Delta L2 là 0,08 m. Thì tính ra thầy nó sẽ là bằng 16 newton đúng không? Đúng rồi, 16 newton. Ok chưa? Xong. Các bạn những bài tập về đàn hồi ở mức độ cơ bản này không có gì vất vả cả. Bây giờ các bạn chỉ cần nắm rõ thầy cái phương, chiều và bộ thức của lực đàn hồi, tức là nội dung của điện hút đấy là được nhá. Thì sau này các bạn sẽ học những cái phần nâng cấp hơn, ta sẽ nghiên cứu về năng lượng khi mà lò xo nó biến dạng đúng không, và sau này sẽ vận dụng cho chương trình kiến thức dao động cơ của lớp 12. Do vậy đây là cái nền tảng các bạn cần phải nắm chắc cho thầy được nhá. Đừng để lớp 12 đi học lại cái này rất mất thời gian, được chưa? Nên các bạn cần phải tập trung từ bây giờ luôn. Ok, như vậy ta kết thúc bài học ở đây. Các bạn xem lại với thầy và tiếp tục cùng thầy chuẩn bị sang bài 13. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.